Chúng ta sẽ đi vào nó này cái chữ iPhone để chọn disable cứ cái đặt ha iPhone is disable này 4 tí chẳng tu bây giờ bị lỗi chính có dùng đọt mà đấy là sao thì dùng đăng password rồi mới có về ai ăn lột disable là hột chắc là nhầm đừng bằng hàng vì thế sao không cả bộ program iPhone để disable cứ nộp để dùng đọt tiền chẳng cứ bị ở trên trên score cho mỗi công tới chẳng dùng tới cả đọc sai chỗ tất cả bật về sân rồi còn mạch bật các bạn đấy thôi vậy này mới khởi nhận này đào USB châu nó một dạng thơm mò tiền này là cái score bán nhìn chạy hôm nâng power chuộc này tờ viên lút dương bà lên power hay hôm dương này chạy chuộc ra đáy đó. Oh, which home at school? The movie look on home now. Long did. Let's say I'm checking beam and set that. At school. I think I got but reason. Hoa ọp nhưng thử bèm đi các bạn này chúng ta bị bận rúi dưỡng trịnh hô mà chuộp hai đọt USB chỗ hô chỗ hai đọt USB chỗ này trên nhà phò những gì công lên hôm nắng từ đó chỗ này với trên mẹ này từ bị score tên nâng cảm thi xâm lập bộ program cho là dùng tục tu sập mà lại xanh này là nóng tu sập đầy và dưỡng rồi giá là chỗ đọc computer mà đó này go to flash chẳng dưỡng go to flash mà này vừa sẵn nhầm miền sạp á sẵn trên nét đọc này toàn miền tế miền cái này này miền đạp vật tông download nâng import hay dùng click trong cái này này đâm bay auto activate tu sập về được bộ chọc chắc là nhầm miền ấy nhầm mạch rong chạm chú dữ flash về này là nít tờ đọc mùi bị rồi nhưng mà bọc tham ai thu nơi sao ta sử dụng thu nít về bọc lươn cứ phải chỉ đọc này tì đấy là với bạn đọc buồn phía rồi nhưng trong chạm về đâm bay về chọc tôi sắm đấy cứ bỏ nhiều đa cái dầu mò đăng thằng cái bàn bên nào đấy cái click password rồi có mình score password này mà đó rồi có mình main chỉ password để kệ đặt nhưng thôi cả flash về là sẵn hay thực sự có ai chụp iCloud này sẵn gì vì chụp iCloud cứ bộ tớ cứ chụp ấy ra lên cả đây để toàn bộ có ra cả đấy là sao bị chụp password để dừng ở đằng này lấy dừng chăm bạch từ để bật thoại là ba mà pay bị rồi ấy system Google access load auto anh hello now I flashing iPod flashing
no. Chẳng cái xua ai đấy, miền ấy là cái chui. Tại nhóm mà đào chui đấy, đang sang tại nhóm gặp phương tài. Restore firmware rồi bỏ iPhone 5. Chẳng là xua mấy cái chui bà nó. Đó, là nhóm tên nộp lại tên chăm lên. Với nhé bàn học sập hiệu rồi thì sao mà nhiều kia mà rồi họ bật sân trên này là con đi chọn đăng vì được biên bộ program ấy à vậy đó về tình hình xem để dân mình làm bài tờ riêng đó à cho được không YouTube channel P-Tech và nhóm bán được cho website blog mình chữ website đấy tại vì đôi website đấy blogger cứ P-Tech đôi khi hay năng Facebook page P-Tech đấy còn lịch chơi like page hay năng subscribe cho này bọn em bạn à lại bị chọc này ca sâm buồn thì rồi update chính baseband cứ bị lươn chiên ai thun chiên ai chẳng thử nhầm cho chặt và này là ok nơi ta tu sao ấy từ sắp về cái phong tài hay store đấy ở đây em chăm về sân chẳng sai nó bị clay về chẳng đã và hán cô và bạn đã này bằng mịch tiếp này chẳng vậy này không chẳng bị chọc về năng auto activate đại luôn anh nhưng cần ta có phịch viên tích hào mình chẳng bạch nhảy nhảy và bạn ra internet ấy chẳng này dừng bạch xua Google ấy, của trái mình webcam cái bạn với tên đi mình lôi tình nhằm ra tu sập từ webcam việc xây cho ba như thế reading data chắc là việc cùng để reading ấy. Việc cùng để score tu sập nó tâm bản toàn màn bẹ đá lắm cũng ta restore nhưng mình chẳng thích thì iPhone vì thang ghi của bạn thay bạn bán nóng gà restore nhưng hạt bộ program nữa vì xung khán dương chế mơ iCloud nâng best band và bộ tờ lực tự sắp kế được cho iCloud hai phần vé cứ trong cao import là hồn cứ update là hồn cứ bây giờ bị áp đặt máy cứ bị bật ở đây dừng flash chạy thì này là cứ chạy máy activate yeah activate rồi hay là nếu viêm toàn chọc đó hay từ sập dưới màn activate rồi này nhưng mà toàn lại yeah che break ở toàn thì iCloud off chẳng hạn bằng nhà thì iCloud bị ăn miên thì battery life 83% rồi
màu chạy xạ thơm mò cứ xạ thơm mò màu xạ thơm mò cứ bây rồi áp rạm rồi cao sạp bây thàm nào là nó bị chạy nhé chạy cũng phụ dụ tính mò rồi sáng đấy em một đi nói xung nịch đem đó nhưng mà cái nịch wifi ấy. Nên là bó chỉ bị ảnh hay nhưng tên ấy nhưng bó đón còn từ new set up new iPhone vì riêng chị định set up new iPhone thế nhưng do đón này đón heo nếu có ai đi nhớ đơn heo nhưng mình chạm mạch lọc in à lại đi nếu hình đã set up alert đơn chú thì dựa toàn ra agree thế này đơn share get started ok là nó khơi nhé khơi iPhone nữa vì đại sao nhóm thọ tạm webcam chẳng việc xây chụp bài nhóm lâu bà hành cho bà năng đếp vô thả phá hai ấy cái bà hành chẳng nhập về cái nhóm nhóm thư vì tạo bà hành chẳng vì tiện tương tên năng iOS chẳng chúc nhóm tập bản này bà này cũng lấy chú ý subscribe năng like page và bỏ phí thích nhóm sau cơ nên là học nếp chúc nhóm video bà bye.